Chào mừng các bạn đã đến với Xe Bảo Nam. Ở những video trước thì chúng tôi đã review tới cho các bạn về xe ga, xe điện 50cc siêu hot tại showroom, với rất là nhiều những cái video về review này, cảm nhận khách hàng hay là đưa ra những cái thử thách cho xe rất nhiều. Tuy nhiên ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một video rất là mới lạ. Chúng tôi sẽ tiếp tục review về một chiếc xe điện nhưng mà sẽ không phải là 50cc nữa, mà sẽ là một chiếc xe điện 3 bánh và nó đang có ở đây. Tôi là Thiên Minh và các bạn hãy tiếp tục theo dõi những video của Xe Bảo Nam để xem chúng tôi sẽ mang tới cho các bạn những điều thú vị gì nhé. Ok, và có lẽ bây giờ thì tôi sẽ không thể chờ thêm nữa để có thể mổ xẻ chiếc xe này cùng với các bạn. Nhìn tổng quan của chiếc xe thì điều đầu tiên các bạn có thể thấy đây là một chiếc xe rất là nhỏ gọn và tôi nghĩ là phù hợp để đi trong nội thành của Việt Nam. Đi từ ngõ ngách này hay là đưa con đi học hay là đi công viên các thứ thì nó rất là phù hợp. Cái mà tôi muốn nói đến đó là tất cả những cái chiếc xe của nhà máy Sơn Thong thì đều được in logo tại phần đầu này, phần thân, phần bánh xe và cũng như là ở phần tựa lưng thì đều có logo của Sơn Thong. Và ở phần đầu này tôi để ý là có một cái giỏ rất là chắc chắn và rất là tiện nghi như thế này. Và nhiều bạn hỏi là với những chiếc xe điện này thì cái cốp xe của nó có đựng được đồ không, thì với những chiếc xe nhỏ gọn như thế này thì cốp xe của chiếc xe này đã đựng ắc quy rồi, cho nên là chiếc xe đã bù đắp lại bằng việc là có hai phần giỏ chứa đồ ở phần đầu xe và ở phần cuối xe. Thì cái này thì nhà sản xuất cũng rất là tối ưu về cái thiết kế của mình để có thể giúp cho người sử dụng đựng được nhiều đồ hơn. Ok, tiếp theo chúng ta đi đến phần thân xe của chiếc xe này. Thì tôi thấy là ở đây mặc dù chiếc xe nó rất là nhỏ gọn nhưng mà yên xe thì có thể đủ chỗ ngồi cho hai người lớn và thậm chí là thêm chỗ ghế phụ cho trẻ con nữa. Và đặc biệt là nhà sản xuất cũng rất là chú ý đến việc là còn có cả tay nắm phụ dành cho trẻ con khi mà ngồi trên xe. Thì tôi nghĩ đây là một chiếc xe rất là phù hợp với gia đình. Một cái điều mà tôi muốn nói là tất cả những cái chiếc xe điện được sản xuất tại nhà máy Sơn Thong thì đều được trang bị đèn LED AMG ở đèn phía trước này, đèn xi nhan hai bên và cũng như là đèn phía sau. Tôi có lẽ là mời các bạn lại gần đây hơn để chúng ta có thể theo dõi cái chi tiết này mà tôi muốn nói đến. Đấy là cái bánh xe của chiếc xe điện này. Thì nó là bánh xe có kích thước là 300/10 và logo thì cũng được in tại đây. Và cũng như các bạn thấy là thiết kế của cái bánh xe này trông nó rất là bắt mắt, trông rất là hiện đại. Đặc biệt là xe này thì cũng được trang bị chắn bùn và đèn chiếu hậu thì được tích hợp luôn ở trên cái chắn bùn này thì nó rất là hiện đại. Có một cái chi tiết nữa mà rất là ít người để ý mà khi mà chúng ta chọn xe, đấy là phần giảm sóc của xe. Đây các bạn có thể thấy là hai cái ruột giảm sóc của nó được trang bị ở phía bên trong này. Thì cho dù là chúng ta có đi hai người lớn một trẻ nhỏ trọng lượng như thế nào thì chiếc xe này mặc dù nhìn nhỏ nhắn như vậy nhưng với cái bộ giảm sóc như thế này thì chúng ta vẫn có thể đi một cách rất là êm ái, vận hành một cách rất là trơn tru. Các bạn hiểu không ạ? Rồi. Giá tốt nhất, dịch vụ tốt nhất, hỗ trợ trả góp. Hãy like, share và subscribe video để nhận ngay phần quà trị giá 500.000 đồng. Nhiều bạn thì có hỏi vui là chiếc xe này thì liệu có chân chống hay không, thì tôi xin trả lời là xe ba bánh thì không có chân chống các bạn nhé. Bởi vì là chiếc xe này với cái thiết kế như thế này thì nó hoàn toàn là giúp xe có thể cân bằng rồi, thì nó rất là chắc chắn và chúng ta không cần phải đến chân chống nữa. Nói vui vậy thôi, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đầu xe để xem là chiếc xe này thì nó sẽ vận hành như thế nào. Nếu như mà chúng ta không cần chân chống và cũng như là không cần giữ thăng bằng thì có lẽ là cái cảm giác lái của nó sẽ khác so với việc là các bạn đi xe máy như thông thường, đi xe hai bánh thông thường. Thì bây giờ chúng ta sẽ lại gần hơn để xem là chiếc xe này có những cái nút gì ở trên đây các bạn nhé. Đầu tiên thì tôi thấy là ở đây là chữ Trung Quốc. Tuy nhiên thì theo như tôi được biết thì đây là cái ba mức để điều chỉnh tốc độ chạy của xe. Với mức bên phải này là chạy nhanh nhất này, mức chạy trung bình này
và mức chạy thấp nhất. Đấy, thì chúng ta có thể tùy chọn cái mức vận tốc mà mình mong muốn sao cho đi cho nó phù hợp nhất. Có một cái nút ở trên đây nữa, bên này thì chúng ta có hệ thống còi này. Và rất là đặc trưng, tiếng còi rất đặc trưng của xe điện. Hệ thống xi nhan. Đấy, xi nhan hoạt động rất là tốt. Mặc dù là ban ngày nhưng mà vẫn thấy rõ được đèn xi nhan này. Điều khiển đèn pha. Và ở đây thì có một cái nút, để điều chỉnh đi trước, tiến lên hay là lùi. Để tôi cho các bạn xem nhé. Tôi cũng chưa thử xe này nhiều, tôi cho các bạn xem thử. Bây giờ tôi thử tiến lên. Đấy, là xe nó sẽ di chuyển lên. Sau khi mà tôi chọn cái mức lùi xuống là xe nó sẽ tự lùi. Nó rất là hay, nó giống như cái cần số của ô tô thôi. Thì với những cái chiếc xe như thế này thì nó rất là phù hợp cho những người cao tuổi này, đặc biệt là những người khuyết tật thì họ có thể sử dụng những cái chiếc xe như thế này để di chuyển và nó không cần phải dùng đến chân quá nhiều, vẫn có thể di chuyển được. Tôi nghĩ là những chiếc xe thế này thì nó giúp cho những người khuyết tật rất là nhiều trong việc di chuyển và cũng như là thậm chí là có thể kiếm thêm thu nhập nữa các bạn ạ. Rồi, rất là thú vị và tôi không thể nào chờ cho tới lúc mà tôi được lái thử chiếc xe này để chúng ta xem là khi mà vận hành thì chiếc xe này sẽ chạy như thế nào các bạn nhé. Rồi, trước khi đi thì tôi quên mất là phải chia sẻ thêm một điều nữa là về động cơ của chiếc xe này. Đấy là chiếc xe này thì được trang bị động cơ điện là 40V 30A và cũng như là chiếc xe thì có trang bị là 4 bình ắc quy. Có một cái điều mà mọi người rất là băn khoăn khi mà mua một chiếc xe điện đấy là về vận tốc và cũng như là quãng đường mà xe có thể chạy. Thì vận tốc của chiếc xe này nó có thể đi lên tới là từ 31 cho đến 35 km/h, với quãng đường dao động trong khoảng từ 75 đến 80 km. Nếu như mà các bạn muốn cải thiện thêm về cái quãng đường của chiếc xe này thì các bạn có thể lắp thêm một bình ắc quy nữa để chúng ta có thể tăng thêm cái quãng đường đi được khoảng 20 km nữa, là nó dao động trong khoảng 100 km. Và tôi nghĩ là với 100 km thì đi trong nội thành thì nó là quá thoải mái rồi. Giá tốt nhất, dịch vụ tốt nhất, hỗ trợ trả góp. Hãy like, share và subscribe video để nhận ngay phần quà trị giá 500.000 đồng. Theo như tôi biết thì chiếc xe này có giá niêm yết là 19.500.000 và tùy theo cái mức ưu đãi theo từng ngày từ phía đại lý. Với 19.500.000 thì nếu mà các bạn muốn cải thiện thêm quãng đường, các bạn lắp thêm một cái bình ắc quy với giá khoảng là 1.000.000 đồng nữa thì tôi nghĩ cái mức giá nó chỉ xấp xỉ với một chiếc xe máy tầm thấp thôi. Nhưng mà chiếc xe điện này thì tôi nghĩ là nó vừa thân thiện với môi trường này, nó còn rất là tiết kiệm chi phí nữa, bởi vì là việc mà chúng ta sạc đầy một lần ắc quy nó chỉ rẻ bằng 1/10 khi các bạn đổ đầy một bình xăng thôi. Cho nên là tôi nghĩ là vừa thân thiện với môi trường, vừa tiết kiệm chi phí thì không tội gì mà chúng ta không thử một chiếc xe điện như thế này cả. Rồi, bây giờ không thể nào đợi được thêm nữa, chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm thử xem chiếc xe này sẽ chạy thế nào các bạn nhé. Đi thôi. Bây giờ chúng ta trải nghiệm chiếc xe ST của thương hiệu Phantom. Rồi, cho mức ga mạnh hơn một chút. Một điều đặc biệt là chiếc xe này không cần dùng đến bằng lái các bạn nhé. Rồi, rất là êm. Thử tăng tốc một chút xem sao. Vừa rồi là những thông tin cơ bản về chiếc xe ST, một sản phẩm của nhà máy Santhor, một chiếc xe được tích hợp đầy đủ những cái tiện nghi của một phương tiện giao thông cơ bản và cũng như là nó vô cùng là an toàn và thân thiện với môi trường. Nếu như các bạn yêu thích hay là quan tâm đến chiếc xe này thì hãy để lại comment ở phía dưới video của chúng tôi để chúng tôi có thể biết được. Và các bạn cũng có thể tham khảo thêm thông tin trên website xebaonam.com hoặc là xedienbaonam.com. Các bạn cũng có thể liên hệ với số hotline là 0979 662288 để biết thêm những chi tiết về ưu đãi hiện nay.
Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này của Xe Bảo Nam. Hãy nhanh chóng bấm vào nút subscribe, nút đăng ký ngay bên dưới video này để bạn có thể nhận được video tiếp theo của Xe Bảo Nam sớm nhất. Hãy đăng ký ngay bây giờ. Đừng quên bấm vào nút có hình quả chuông để lần sau Xe Bảo Nam phát sóng là bạn sẽ nhận được video sớm hơn ngày khác. Xe Bảo Nam xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Để biết thêm thông tin chi tiết, truy cập website xebaonam.com hoặc gọi trực tiếp tới số hotline 0979 662288. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!